cách chèn đồng hồ đếm ngược trong PowerPoint có sẵn mẫu và video hướng dẫn cụ thể. 10 file hoàn chỉnh PowerPoint linh mình để trong phần mô tả nhé. Sử dụng đồng hồ đếm ngược trong những bài thuyết trình PowerPoint giúp tạo nên sự chuyên nghiệp, tính công bằng và thu hút học sinh làm cho lớp học thêm sinh động. Vậy nên, nếu bạn chưa biết cách làm sao để tạo ra một chiếc đồng hồ đếm ngược như thế thì hãy theo dõi video hướng dẫn dưới đây nhé. 1. Chèn đồng hồ đếm ngược vào slide PowerPoint, bước 1 nhấn chọn chuột vào đồng hồ đếm ngược, xuất hiện tab Format Drawing Tools, chọn Celestino Pen, bước 2, kéo thả chuột bao quanh đồng hồ đếm ngược vừa tạo, bước 3, click chuột phải, chọn Copy hoặc cút để di chuyển đồng hồ đến slide cần chèn, bước 4, ở slide chèn đồng hồ, click chuột phải, chọn Pass, bước 5, sau đó chỉnh sửa hiệu ứng của các đối tượng khác trong slide đó. Và đây là kết quả, hai 10 mẫu đồng hồ đếm ngược, kèm linh tải, nếu bạn chưa biết cách thao tác. Hãy tải về các mẫu đồng hồ dưới đây, sau đó copy đồng hồ có thời gian phù hợp và dán vào slide của mình. Đồng hồ đến ngực thời gian mẫu 1. Đồng hồ đến ngực thời gian mẫu 2. Đồng hồ đến ngực thời gian mẫu 3. Đồng hồ đến ngực thời gian mẫu 4. Đồng hồ đến ngực thời gian mẫu 5. Đồng hồ đếm ngược thời gian mẫu 6. Đồng hồ đếm ngược thời gian mẫu 7. Đồng hồ đếm ngược thời gian mẫu 8. Đồng hồ đếm ngược thời gian mẫu 9. Đồng hồ đếm ngược thời gian mẫu 10. Trên đây là các hướng dẫn chi tiết giúp bạn có thể tạo ra một chiếc đồng hồ đếm ngược, theo ý muốn của mình trong bài thuyết trình PowerPoint nếu bạn thấy bài viết hay và có ích đừng quên chia sẻ nó với mọi người nhé chúc các bạn thực hiện thành công